ta gọi lộ duyên, khi các ngươi nhìn thấy quyển sách này thời điểm liền đại biểu ta tại chung kết linh dị trên đường thất bại, khi dị linh khôi phục thời điểm, cả đời chịu khổ nạn. Ta một lần lại một lần luân hồi chỉ vì hoàn toàn kết thúc linh dị. Song năm chính với đơn nữ chính hồi phục lưu vô hạn lưu. Chương 1 Dương Quang Thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nước mưa âm lãnh đánh vào cửa sổ xe phát ra tiếng vang bang bang, xe buýt lung lay lắc lư lái trên đường núi gập ghềnh bất bình. Lão lộ, ngươi còn nói mớ. Gần đây có phải lại lén lên mạng không? Tần Hiếu xuyên vỗ vỗ bả vai lộ duyên, thấp giọng nói bên tai hắn. Lộ duyên mở hai mắt mông lung, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ tựa hồ lâm vào trầm tư. Rất kỳ quái, gần đây ta luôn có thể mơ thấy một nữ nhân mặc mũ phượng khăn quàng vai ở trước một tòa nhà cổ xưa vẫy tay với ta, mỗi lần ta muốn thoát đi, thân thể sẽ không tự chủ được đi về phía nàng bất cứ khi nào tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy hình ảnh trong giấc mơ trở nên mơ hồ chỉ có nụ cười kỳ lạ của cô ấy làm cho tôi run rẩy cả người Lurin thở dài lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh trên người đã sớm ướt đẫm cổ áo của anh ta nói đến mức đó sao lão lộ ngươi có phải hay không đọc nhiều tiểu thuyết a à, hay là nói ngươi nhớ nữ nhân lại nói ngươi có phải hay không đối với hàn tuyết có ý tứ a à, gần đây ta nhưng thấy hai ngươi đi rất gần tiểu tử ngươi tin mắt đây chính là chúng ta trung học đại mỹ nhân tần hiếu xuyên trêu ghẹo nhìn chằm chằm lời đường nói ta là nghiêm túc a à, xuyên mỗi lần trong mộng ta đều sẽ cách nữ nhân kia càng ngày càng gần ta có dự cảm lần sau nếu như lại nằm mơ sẽ hoàn toàn đi tới trước mặt nàng ta cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào cái này nếu không đợi lần này chúng ta tham gia xong hôn lễ của con gái lão lưu đầu trưởng thôn anh cùng em đi bệnh viện xem sao tần hiếu xuyên thấy giọng điệu của ven đường không giống như nói đùa vì vậy liền nghiêm túc chỉ mong vậy lộ duyên nói xong ba chữ này liền ngừng trao đổi với tần hiếu xuyên một đường không nói gì mưa to âm miên gõ cửa sổ xe chậm rãi nổi lên một tầng sương mù toàn bộ thế giới thật giống như chỉ còn lại một người bên lề đường trái tim của hắn cũng dần dần tan vào trận mưa to này, tĩnh mịch vô cùng. Thời gian nửa ngày, xe buýt sau khi trải qua đoạn đường núi gập ghềnh bất bình này, trong một trận lắc lư sóc nảy dừng xe lại. Duyên đường hoảng hốt trong lúc đó từ trong mộng cảnh lần thứ hai bị kéo về hiện thực, chỉ thấy Tần Hiếu Xuyên kéo tay hắn hướng dưới xe đi. Còn đứng đó làm gì, đi thôi, đường cũ. Chúng ta đến trạm rồi. Theo xe buýt cửa tự động mở ra, một đào chói mắt ánh mặt trời chiếu vào lề đường trên mặt. Mưa cuối cùng cũng tạnh, tâm tình của lộ duyên tự hồ tốt hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói, hắn không thích mưa, thậm chí đối với mưa có chút sợ hãi. Các vị, đến trạm rồi, phía trước chính là thôn Dương Quang. Theo mọi người lục tục xuống xe, hướng dẫn viên du lịch tỷ tỷ cầm loa lớn trong tay nhắc nhở mọi người đến nơi. Lộ Duyên nhìn trước mắt khối này dùng chu sa viết, dương quan thôn, ba chữ này đã mơ hồ không rõ tảng đá lớn, không biết như thế nào, trong lòng luôn có chút không tốt cảm giác, thật giống như ba chữ này sống lại, tại quỷ dị nhìn chầm chầm hắn. Lại giống như là ảo giác, trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Một đám tiểu quỷ, gặp phải sự kiện linh dị chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, một người mặc áo choàng đen, đeo kính râm năm nhân dáng người cao gầy rồi lại có vẻ bệnh hoạn đi qua ven đường cùng tần hiếu xuyên khi hắn đi qua cảm giác nguy hiểm ở lề đường càng thêm mãnh liệt người đàn ông này tản ra một cổ hàng khí lạnh như băng còn có một tia mùi hôi thối nhàn nhạt giống như là một cổ thi thể còn sống lề đường lui về phía sau vài bước cách người đàn ông kia xa một chút còn thất thần làm gì đi vào thôn tần hiếu xuyên khoác tay lên vai ven đường quyến rũ đi vào trong thôn này tiểu duyên còn có bạn học tần hiếu xuyên thật trùng hợp a một thanh âm quen thuộc từ phía sau lề đường cùng tần hiếu xuyên truyền đến hai người bọn họ cơ hồ đồng bộ quay đầu lại a à, tuyết sao ngươi cũng tới u đây không phải hàng tuyết đại mỹ nữ sao thật trùng hợp a lộ duyên cùng tần hiếu xuyên đối với hàng tuyết đến tựa hồ đều rất kinh ngạc ta nói các ngươi về phần kinh ngạc như vậy nha dương quan thôn là quê ta về nhà tới làm chút chuyện nha hàn tuyết thấy hai người biểu tình kinh ngạc nhất thời ngượng ngùng chải vuốt mái tóc một chút Hàng đại mỹ nữ không phải cô cũng tới tham gia hôn lễ của lưu lão đầu chứ nào có mẹ chồng sinh bệnh về quê chăm sóc cho cha tôi vài ngày hàn tuyết khẽ lắc đầu nói rõ mục đích lần này đúng lúc này một cú điện thoại gọi tới hàn tuyết nhận được ý cười trên mặt đột nhiên biến mất tiểu duyên tần hiếu xuyên đồng học ta còn có một số việc phải bận sẽ không ở chỗ này cùng các ngươi, chờ sau khi khai giảng học kỳ sau chúng ta gặp mặt lại trò chuyện. Hàng tuyết cùng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó vội vàng hướng thôn phía tây một cái phương hướng khác chạy đi. Duyên đường nóng nhìn bóng lưng hàng tuyết rời đi, nghi hoặc cùng bất an trong lòng vào giờ khắc này càng thêm bị phóng đại, thật giống như mặt của nàng từng gặp qua ở nơi nào. Này, nhìn người đến choáng váng rồi. Chưa từng thấy đàn bà à, ngươi nếu thật sự thích ta trở về giúp ngươi nói cho nàng biết, thay ngươi bày tỏ tình cảm. đừng náo loạn, đi mau đi, lát nữa sẽ không kịp hôn lễ của thôn trưởng. trước khi đi, chú hai đã dặn tôi, lần này nhất định phải tới. tần hiếu xuyên giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lộ duyên hành vi hôm nay đối với hắn thật sự là quá khác thường, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đi theo lộ duyên bước chân đi vào trong thôn. lịch sử thôn dương quan sớm nhất có thể ngược dòng đến năm kiến nguyên hán triều thôn lúc đó nghe đồn là hán vũ đế vì trấn áp long mạch mà chọn lựa cấm vệ quân tinh nhuệ cùng thiên sư đạo sĩ trong cung tạo thành một thôn xóm cách này đã có hơn hai ngàn năm lịch sử thôn dương quan lại bởi vì thừa thải đường đao mà được khen là thôn thiên hạ đệ nhất đao dọc theo đường đi hướng dẫn viên du lịch xuống xe buýt dẫn du khách từ nơi khác đến du ngoạn đi dạo một chút kể về nguồn gốc và lịch sử lâu đời của thôn dương quan sau khi đi được một đoạn một người phụ nữ trung niên ước chừng 40 tuổi đứng trước cửa nhà Lý Lão Hán trong thôn ngăn cản đường đi của hai người. Nhị Hoa Tử, ngươi xem như đã trở lại, ngươi lưu thúc đều sắp nhớ ngươi rồi. Chúng ta thôn duy nhất vào thành học trung học tài tử, mẹ ngươi luôn theo ta nhắc tới ngươi đấy. Trung niên phụ nữ gặp được Tần Hiếu Xuyên về sau giống như là gặp được con của mình, một phen kích động ông lấy hắn. Tần Hiếu Xuyên bị biến cố bất thình lình này chỉnh có chút không biết làm thế nào, đẩy người phụ nữ trung niên ra, còn lau nước miếng bị lưu lại trên người. Thím hai, sao thím cứ như vậy, lần sau trở về cháu phải tránh xa dì một chút. Ai nha, nhị qua tử, đều do nhị thẩm quá kích động, ba năm không gặp mặt. Người phụ nữ trung niên chân thành xin lỗi Tần Hiếu Xuyên. Cảnh tượng này nhất thời trở nên xấu hổ. Đi thôi, thím hai, hôn lễ của chị Dĩnh không phải sắp bắt đầu rồi sao? Tần Hiếu Xuyên ho khan hai tiếng, đầu tiên phá vỡ tình cảnh xấu hổ này ai u ngươi xem trí nhớ của ta xem thiếu chút nữa quên mất đại sự này đi thôi hôm nay là chuyện vui của dĩnh dĩnh ngươi nên uống thêm vài chén người phụ nữ trung niên mang theo tần hiếu xuyên cùng lộ duyên hướng về phía đông thôn tiếp tục đi tới a à, xuyên nhị thẩm của ngươi đây là lộ duyên chỉ chỉ phía trước dẫn đường người phụ nữ trung niên kia ở trong ấn tượng của hắn đối với nàng cảm thấy rất xa lạ Lão lộ, ta đã nói trí nhớ của ngươi không tốt, như thế nào ngay cả nhị thẩm cũng quên, vợ của lão lưu thúc Trần Tú A. Duyên đường Dọc theo đường đi, Trần Tú cùng Tần Hiếu Xuyên vừa nói vừa cười hàng huyên không ngừng, từ thôn phát triển đến việc nhỏ hàng xóm láng giềng, hai người lại nhảy một lần, thẳng đến khi đi nhanh đến cửa nhà thôn lúc này mới ngừng trao đổi. Nhị oa tử, nhị thẩm không nói nhiều với con nữa, tóm lại một câu, hôm nay con nhất định phải uống thật ngon, bằng không dĩnh tỷ của con sẽ tức giận. Tần Hiếu xuyên thức thời từ trong túi quần móc ra một bao lì xì lớn có 500 tệ, giao cho Trần Tú. Trần Tú đem tiền lì xì thủ hạ về sau, nụ cười trên mặt biến thành càng sáng lạng. Nhị thẩm, chúng ta đi vào thôi. Nhị oa tử, ngươi đang nói mê sản cái gì? Hôm nay không phải chỉ có một mình ngươi tới sao? Trần Tú nhìn Tần Hiếu Xuyên, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tần hiếu xuyên nhất thời cũng bối rối hắn cũng quay đầu nhìn về phía lề đường bên cạnh đích xác vẫn còn bất quá lúc này cũng không tiện nói gì đành phải lôi kéo lề đường mang theo khuôn mặt tươi cười cùng thím hai gặp lại a à, xuyên vừa rồi con có nghe thím hai nói gì không cái gì gọi là chính con chẳng lẽ mẹ bị gì ấy bỏ qua lộ duyên đối với chuyện này cảm thấy rất nghi hoặc chẳng qua lúc ở cửa vì phối hợp với biểu diễn của Tần Hiếu Xuyên nên không phát ra âm thanh mà thôi. Ta cũng không biết, ai quên đi, có lẽ là nàng lão hồ đồ lại tái phạm, đi thôi, chọn cái vị trí tốt, bằng không một hồi ăn tiệc địa phương đều không có. Tần Hiếu Xuyên không muốn quá mức tự hỏi những vấn đề này, vì vậy liền tìm chút lời qua loa tắt trách trở về. Lộ Duyên thấy vậy cũng không nói gì nữa, hai người rất ăn ý đi vào trong sân. Nhà của trưởng thôn là nhà lớn nhất trong cả thôn dương quan. Trong ngày đại hỷ này, trong trong ngoài ngoài bị không khí vui mừng tràn đầy, khắp nơi đều dán đầy chữ tứ màu đỏ. Lão thôn trưởng Lưu Văn Trung lần đầu tiên mặc vào một bộ đồ tôn trung sơn màu đỏ để chúc mừng con gái ông. Lưu Thúc, chúc mừng chúc mừng a, à, Tần Hiếu Xuyên đi vào bên người Lưu Văn Trung, lập tức đưa tay qua. Nhị oa tử, nhoáng một cái đã không thấy lớn như vậy, được a à, được a, à, lịch sự nhân tài. Hôm nay ngày đại hỷ của Dĩnh Dĩnh tỷ ngươi, lát nữa phối thúc tới uống hai chén lưu văn trung nắm chặt tay tần hiếu xuyên thật cao hứng khen ngợi tần hiếu xuyên hai người giờ phút này ngươi một câu ta một câu mở ra hình thức thổi phòng thương nghiệp lẫn nhau lộ duyên thấy vậy bất đắc dĩ thở dài tiến lên vỗ vỗ tần hiếu xuyên nhắc nhở hắn nhanh chóng đi tìm một chỗ ngồi tốt để tránh một hồi chỗ ngồi bị người khác chiếm tần hiếu xuyên lúc này mới kịp phản ứng cùng lưu văn trung hàn huyên vài câu liền mang theo lệ đường tìm một vị trí tốt ngồi xuống thật là thú vị tiểu quỷ không nghĩ tới nơi này cũng dám đến thật đúng là không sợ chết a à, cũng không sao người chết sẽ không sợ đúng lúc này bàn đối diện truyền đến một trận tiếng trào phúng hai người chăm chú nhìn lại là người đàn ông đeo kính trăm buổi sáng đi ngang qua bọn họ con mẹ nó ngươi đem lời vừa rồi nói lặp lại một lần nữa xem lão tử hôm nay không giết chết ngươi ta sẽ không họ tần Tần Hiếu Xuyên hiển nhiên bị chọc giận, hắn luận nắm đấm to bằng bao cát liền hướng về phía nam nhân đeo kính trăm kia nện tới. Bình tĩnh một chút, A à, Xuyên, người kia không dễ chọc, là một người luyện gia. Lộ Duyên ra tay giữ chặt hắn, hơn nữa khuyên hắn không nên quá xúc động. Nghe xong Lộ Duyên nói như thế, Tần Hiếu Xuyên chậm rãi tỉnh táo lại, bất quá trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn vẫn muốn xé sống người đàn ông đeo kính trăm đối diện kia. Hừ, trác rưởi người đàn ông đeo kính trầm kia trào phúng thêm một câu. Chẳng qua lần này Tần Hiếu Xuyên nghe theo lệ đường, cũng không xúc động muốn tiến lên tìm hắn lý luận. Chương 2 Thành thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Gần giữa trưa, bầu không khí vui mừng trong nhà trưởng thôn trở nên càng thêm nồng đậm, theo Trần Tú kể lại. Toàn bộ thôn ngoại trừ cao gia bởi vì làm tan sự không mời ra, hồng bạch đối xung, là vì đại sát giả, nửa người trong thôn đều tụ tập ở trong nhà trưởng thôn. Thời gian bái đường càng ngày càng gần, trong sân cũng vang lên một trận pháo nổ bùng bùng. Tiếng kèn thổi hỷ lạc cũng dần dần từ phía tây thôn bên kia từ xa đến gần truyền tới, muốn góp vui, thôn dân vừa thấy dung mạo cô dâu giờ phút này đều một cổ não vọt ra khỏi nhà thôn trưởng. Duyên đường vốn muốn yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi chờ ăn cơm, nhưng lại bị tần hiếu xuyên cổ động mang ra ngoài. Giờ phút này, viện đường to như vậy chỉ còn lại vị nam tử thần bí đeo kính trăm kia một mình ngồi ở nơi đó không biết là đang suy nghĩ cái gì bốn kiểu phu mặc áo choàng đỏ thẩm tạo thành đội ngũ đón dâu nâng kiệu đỏ dọc theo đường đi khu chiên gõ trống pháo tề minh nhưng khi đi ngang qua nhà bà thần trong thôn bà lão ăn mặc trách nát này lại chặn kiệu ở giữa đường bỗng nhiên giống như phát điên hô to với đội ngũ đón dâu làm bậy a à, các ngươi không thể đem tà vật này nên đón trở về a à, bằng không chúng ta toàn thôn đều sẽ chết bà điên ở đâu ra lại ở trong ngày đại hỷ của tiểu thư nhà chúng ta nói loại lời xui xẻo này cúc cho ta tên kiệu phu cầm đầu kia một cước liền đem bà thần đá ngã xuống đất hướng trên mặt nàng nhổ một ngụm nước miếng liền tiếp tục nâng kiệu hướng về phía thôn trưởng gia phương hướng đi đến làm bậy a à, lão thiên a à, hôm nay thật sự là chúng ta dương quan thôn diệt vong thời điểm sao thật sự là báo ứng a à, bà thần quỳ rạp trên mặt đất gào khóc thanh âm nói chuyện dần dần trở nên hữu khí vô lực. Ba ba, ba bà, bà, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này một nữ tử đẩy ra phía sau cửa lớn, ba bước cũng hai bước vọt tới trước mặt bà đỡ nàng dậy. Tiểu Linh ngươi nghe mẹ chồng nói, Dương Quang thôn lập tức sẽ gặp đại nạn, ngươi cầm khối ngọc này, nó có thể mang ngươi đi ra này vô gián địa ngục. Báo ứng a, à, thật sự là báo ứng a. À. Ba ba, ba bà, bà. Theo đội ngũ đón dâu dần dần tiếp cận. Thôn dân xem náo nhiệt đã sớm xếp thành hai đội thật dài, đứng ở ven đường chờ đợi tân nương tử nhập giá. Tiếng kèn thổi vui như rung trời, hai người vốn ở đầu thôn phía đông đã sớm bị nhạc cụ huyên náo này làm cho lỗ tai phát đau. Nửa canh giờ sau, kiệu đón dâu dừng trước cửa nhà trưởng thôn, tất cả mọi người vây quanh, muốn nhìn thấy dung nhan của tân nương tử, nhưng ngại quy định của tập tục, nhất định phải để tân lang nắm tay tân nương vượt qua ngưỡng cửa trước bái đường thành thân mới có thể tiếp đãi thân bằng hảo hữu. Tân Lan phía trước đội ngũ từ trên ngựa nhảy xuống sốc trèm kiệu đỏ lên, tân nương đắp khăn voan đỏ chậm rãi dìu hắn từ trên kiệu cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi di chuyển. Hai vị tân nhân chậm rãi vượt qua cửa lớn dáng chữ hỷ, nhưng ngay khi muốn vượt qua ngưỡng cửa, tân nương tử bỗng nhiên bất động. Mọi người bị hành động bất thình lình này của cô dâu làm cho hoảng sợ, nửa ngày sau, cô dâu chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào chậu thang ở cửa, chú thích. Một số tập tục truyền thống ở nông thôn cho rằng như vậy có thể rửa sạch tất cả tà ma, các thôn dân lúc này mới hiểu được ý của cô, thật giống như là đang sợ hãi thứ này. Một gã kiệu phu khiên kiệu thấy thế tay lẹ mắt muốn đem chậu thang ở ngưỡng cửa bỏ chạy, cũng không vừa mới tiếp xúc ngọn lửa trên chậu thang lại đột nhiên vọt lên đem mọi người hoảng sợ. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện, các thôn dân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tân nương tử cứ như vậy đứng bất động tại chỗ, không có chút ý tứ vượt qua chậu thang này, khó xử trên mặt Tân Lan cũng dần dần lộ ra. Sau khi Lưu Văn Trung biết việc này, tự mình tiến lên cầm chậu thang đặt ở một góc trong sân. Lần này thì tốt rồi, một cái chậu thang rách nát có cái gì tốt để đặt, đừng đem tiểu khuê nữ nhà ta đốt nữa. Lưu Văn Trung may mắn nói, lập tức mặt lộ vẻ tươi cười vội vàng ý bảo cho đôi tân nhân này đi vào trong hôn đường các thôn dân cũng đi theo phía sau đội ngũ đón dâu tràn vào trong đại viện trưởng thôn tiếng pháo và tiếng kèn đang xen vào nhau rất náo nhiệt lúc này trên đường cô dâu đi qua trong một góc không người chú ý ngọn lửa trong chậu thang lúc trước bị dời đi chợt ẩn chợt hiện bỗng nhiên từ màu đỏ chuyển hóa thành màu lam cuối cùng biến thành màu xanh lá cây âm trầm tần hiếu xuyên mang theo lề đường trở lại chỗ ngồi chỉ chờ sau khi hôn lễ kết thúc có thể ăn được đồ ăn mỹ vị a à, xuyên em luôn cảm thấy có gì đó không đúng anh có thể cảm nhận được không tần hiếu xuyên chỉ lo đem rượu thuốc lá trên bàn vạch vào trong túi căn bản không chú ý nghe rõ lời lệ đường nói ai nha lão lộ ta đã nói ngươi mấy ngày nay tinh thần trạng thái khẳng định xảy ra vấn đề người ta kết hôn có thể có cái gì không đúng tần hiếu xuyên vừa nói vừa cầm một bó lớn hạt dưa nhét vào trong túi Lộ Duyên thấy bộ dạng này của hắn cũng không tiếp tục truy hỏi. Theo sự ngồi xuống của cha mẹ chú rể và cô dâu, hôn lễ này cũng chính thức mở màn. Toàn bộ hôn đường đều bị một cổ không khí vui sướng tràn ngập, rèm đỏ vải treo ở hai bên đại sảnh, tường đường đã sớm bị sơn đỏ bôi đầy, ở giữa còn treo một chữ tứ thật to. Trong một hồi tiếng vui mừng, người chủ trì hôn lễ bước bốn bước từ phía sau đi tới trước mặt hai người mới, người chủ trì cúi chào cha mẹ hai bên sau khi được cha mẹ hai bên cho phép, liền bắt đầu thời khắc quan trọng nhất của hôn lễ này. Một sợi tơ lụa đỏ, hai người dắt tú cầu, nguyệt lão định tam sinh, dắt tay đến bạc đầu rồi. Cao đường lệnh tôn, thân bằng tân khách, lúc này gặp ngày lành, đây là ngô đồng phượng hoàng, trời đất tạo thành chi đối. Cung thỉnh thị tử Lý Khánh sinh mang theo tân hôn giai ngẫu lưu dĩnh dĩnh, hoài thành kính chi tâm, hành lễ cung kính, đối mặt long phượng song hỷ hôn thần, thăm viếng thiên địa tại nhân duyên người mới quỳ, dập đầu. Thi đề hồng diệp thiên bày mưu đặc kế, tạ ơn trời ban lương duyên. Cho xin lại dập đầu. Lam điền chủng ngọc làm mai, tạ ơn tạo mỹ quyến. Cho mời ba dập đầu, kết phát thành hôn do hải minh, tạ ơn trời đất thành toàn. Nhất bái thiên ban lương duyên định kiếp này, nhị bái địa tạo mỹ quyến phối loan phượng, tam bái thiên địa thành toàn sơn hải minh. Thiên địa lễ xong, vỗ tay thỉnh lên hai người mới dập đầu trước bài vị thiên địa trên bàn án nhị bái cao đường phụ mẫu thụ lễ nhất khấu đầu cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục ân cho mời lại khấu đầu hiếu kính phụ mẫu là bổn phận cho mời tam khấu đầu sớm ngày kim ngọc mãn đường tán cành cây tân nhân đứng dậy hai người mới dập đầu trước lệnh đường của hai bên lúc này hỷ lạc thổi kèn cũng đổi thành bách điểu triều phượng tới thời khắc mấu chốt quan trọng nhất cũng là cuối cùng của cả hôn lễ. Long Phi Phượng Vũ kết lương thần, phu thê đối bái hỷ doanh môn, tân nhân quỳ. Bạch đầu giai lão phu thê ân ái. Cho mời nhất bái, bỉ dực tề phi sự nghiệp thêm màu, cho mời nhị bái, sớm sinh quý tử hạnh phúc khang thái, cho mời tam bái. Tân nhân khởi. Lương duyên tất có số mệnh, đại lễ bản tự thành, một đôi hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Hai người mới chào nhau. Lưu Văn Trung nhìn hiền tế của mình lịch sự mới là vui mừng cười toe toét. Trần Tú cũng vì khuê nữ của mình gả cho Lý Gia mà cao hứng rơi lệ. Chú rể, dùng 16 ngôi sao như ý trên cán cân này, chọn ra ngôi sao rực rỡ của hoa đường, chọn ra ngôi sao hạnh phúc của chính mình. Lý Khánh Sinh nhìn mỹ nhân trước mắt, tự hồ đã khẩn cấp muốn xốc nắp đỏ trên đầu nàng lên, nhìn dung nhan người yêu. Anh vương bàn tay run rẩy của mình, một chút gần khăn vang đỏ của cô dâu các thôn dân ở ngoài viện giờ phút này cũng lập tức xông lên chặn ở cửa hôn đường muốn nhìn bộ dáng tân nương tử nhưng đúng lúc này cô dâu đột nhiên vương một bàn tay nắm thật chặt tay lý khánh sinh run rẩy giống như là đang chống cự hành vi của hắn lý khánh sinh bị tình huống bất thình lình này làm cho trở tay không kịp không biết nên tiến hành như thế nào trăm năm cùng gối phúc mãn cao đường tân lan đến vén khăn vang đỏ lên tràn đầy hài lòng ý vào động phòng Lý Khánh Sinh hít sâu một hơi, hạ quyết tâm vén khăn voan đỏ của cô dâu lên. Một giây sau, biểu tình vui sướng trên mặt Lý Khánh Sinh cứng đờ, lập tức biến thành sợ hãi vô cùng. Chỉ thấy trên mặt Tân Nương lưu dĩnh dĩnh giống như cho tàn tử thi, từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cứu ta, chúc mừng sinh nhật, cứu! Cứu ta! Tân Nương phát ra tiếng nói u oán, giống như oan hồn nữ quỷ không cam lòng chết đi đang kể ra thân thế thê thảm. Lý Khánh Sinh nào dám đáp lại, đã sớm bị cảnh tượng này dọa đến đúng quần ấm áp. Sau khi lấy lại tinh thần, vừa chạy vừa điên cuồng lăn ra khỏi hôn đường. Chạy về phía cổng. Tiểu Dĩnh, em làm sao vậy? Anh là ba A, Lưu Văn Trung giờ phút này cũng bị dọa sợ, nhưng hiển nhiên tình thân cha con làm cho hắn trấn định lại, hắn run rẩy nhìn Lưu Dĩnh Dĩnh nói. Người phụ lòng. Lưu Dĩnh Dĩnh không cam lòng nhìn bộ dáng chật vật của Lý Khánh Sinh không để ý chạy trối chết, phát ra một tiếng cười thê thảm, lập tức nhắm hai mắt lại, một tồn tại quỷ dị nào đó vào giờ phút này hoàn toàn thay thế cô. Áo cưới trên người nàng dần dần trở nên cũ kỹ, màu đỏ tươi đẹp bắt đầu chậm rãi rút đi. Tấm khăn voan đỏ rơi xuống đất kia từ trên mặt đất bay lên che ở trên đầu của nàng, một chữ đặc màu trắng xuất hiện ở trên khăn voan cha mẹ hai bên bị biến số bất thình lình này dọa cả người run rẩy, muốn chạy trối chết lại phát hiện mình đã sớm bị đóng đinh trên ghế. Toàn bộ hôn đường cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa đáng sợ, tùy ý có thể thấy được màu đỏ đang bị màu trắng thay thế, chữ tứ ở giữa hôn đường lặng lẽ bị chữ điện chuyển hóa. Các thôn dân nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao còn để ý đến ăn tiệc. Đều sợ hãi chạy trốn ra ngoài cửa. Mẹ kiếp lão tử đến ăn tiệc cũng có thể gặp phải sự kiện linh dị, mẹ nó, thật sự là xui xẻo. Lộ duyên chú ý tới người đàn ông đeo kính trăm lúc trước một cước đá văng cái bàn trước mặt chuẩn bị tông cửa mà chạy, hai người liếc mắt nhìn nhau, tự hồ hắn rất có thâm ý nhìn lộ duyên. Đường cũ, đây con mẹ nó là tình huống gì, chạy mau a, à, tần hiếu xuyên bị một màn quỷ dị vừa rồi dọa không nhẹ, lôi kéo lệ đường muốn chạy trốn. Chương 3 Hồng áo cưới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Quan tài huyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vạn quỷ khóc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong màn đêm đen kịt, trên mặt mọi người cao gia tràn ngập sợ hãi. Chỉ vì trong quan tài của cao gia lão gia tử trong linh đường chảy ra máu màu đen không chỉ vậy sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện di ảnh trên quan tài cũng chảy xuống hai hàng huyết lệ hơn nữa biểu tình di ảnh cao lão gia tử càng trở nên quỷ dị khi thì mỉm cười khi thì khóc đủ loại hiện tượng quỷ dị nối gót tới nhưng giờ phút này người cao gia cũng không dám chạy ra linh đường ngoài sân người giấy vịnh xướng đồng dao khủng bố từ xa tới gần truyền tới trong lỗ tai mỗi người bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được theo đồng giao vịnh sướng trái tim của bọn họ cũng bắt đầu theo kịch liệt nhảy lên, một cổ hít thở không thông cảm xông lên cao da mỗi người trong lòng. Biểu tình của Cao Diệu Văn càng thêm khó coi, bởi vì kinh hách quá độ, Phan Thi Thi lúc này đã biến thành điên điên khùng khùng, trong miệng không ngừng hô người giấy tới, chúng ta đều phải chết các loại mê sản. Lão Tam, ngươi thử xem còn có thể hay không liên lạc ngoại giới, nhìn xem trên trấn cảnh sát có thể hay không tới cứu chúng ta cao diệu văn cố nén nội tâm sợ hãi miễn cưỡng ra vẻ trấn định chỉ huy ở đây cao gia mọi người đại ca ta đã sớm thử không được điện thoại di động tín hiệu không có bất luận kẻ nào điện thoại đều không gọi được cao diệu vũ lấy ra điện thoại di động của mình thử cùng bên ngoài liên lạc nhưng cuối cùng đáp lại hắn chỉ có tín hiệu không tại khu phục vụ máy móc giọng nói sự tuyệt vọng được viết trên khuôn mặt của mọi người đúng lúc này quan tài lại xảy ra dị động theo biểu tình mỉm cười của cao lão gia tử càng ngày càng quỷ dị quan tài cũng sinh ra chấn động kịch liệt máu mũ màu đen nương theo mùi thi thể tanh hôi truyền khắp cả linh đường ánh nến yếu ớt trong linh đường mơ hồ tiêu tan tự như tàn nến trong gió lúc nào cũng có thể tắt trong hoàn cảnh khủng bố này rốt cục có người không chịu nổi hô to một tiếng kêu sợ hãi muốn chạy ra ngoài cao diệu văn bản liền nghẹn một bụng tức giận Giờ phút này hắn rốt cuộc không thể để cho đám ngu xuẩn này làm càn, hắn xông lên phía trước kéo tên gia hỏa cố gắng chạy trốn này trở về. Người này hung tợn mà nhìn chầm chầm Cao Diệu Văn, trong ánh mắt sợ hãi đã chuyển đổi thành đối với Cao Diệu Văn hung ý, cầm lấy trong tay đao nhắm ngay cổ của hắn liền muốn chém xuống. Cao Diệu Văn thấy thế cũng không hề dễ dàng tha thứ, tránh thoát đao phong của tên kia, qua tay liền đoạt lấy đao. Để ở trên cổ tên kia. Niệm ngươi là người cao gia, cho nên hôm nay không giết ngươi nếu ai trước khi biết rõ sự tình liền vọng ngôn chạy trốn người này chính là kết cục đã chết đã chết đều phải chết hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống chạy đi ha 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 tên kia bị trói sau vẫn như củ khẩu xuất cuồng ngôn cao diệu vũ vẻ mặt âm trầm đứng lên một khối vải trắng liền đem miệng của hắn nhét lại nhưng mà hiện tượng linh dị vẫn không có yếu bớt nụ cười của lão gia tử càng lúc càng quỷ dị mắt trắng trong hốc mắt dần dần bị huyết động đen kịt thay thế. Biên độ rung động của quan tài càng lúc càng lớn. Mọi người hoảng sợ nhìn quan tài cũng không biết làm thế nào cho phải. Đại bá, phụ thân, các ngươi nghe ta nói, già già trước khi lâm chung đã nói cho ta biết, nếu như sau khi chết không có chôn xuống cổ hát quan kia, do đó dẫn đến thi thể phát sinh dị biến, liền để cho ta đem này ba đạo phù giấy dán ở trên quan tài, như vậy có thể bảo đảm ba ngày không lo nhưng dán lên về sau nhất định phải lập tức đem di thể chuyển dời đến trong hát quan. Tại loại này thập phần nguy cấp thời khắc mấu chốt, Cao Thụy cũng không hề che giấu, mà là đứng ra. Lấy ba tờ phù giấy màu vàng nhăn nhúng trong ba lô ra. Ba lá bù kia tản ra khí tức âm lãnh, hơi tới gần một chút cũng sẽ làm người lạ cảm thấy khó chịu. Thật tốt quá, vậy còn không mau dán lên. Cao Diệu Văn nhìn thấy lá bù màu vàng sau đó trong nháy mắt vui mừng quá đổi bởi vì hắn biết phụ thân hắn làm gì cho nên lão gia tử lưu lại đồ vật nhất định là ứng đối hậu sự hắn qua tay muốn đi nhận ba lá bùa này nhưng lại nhìn thấy cổ quan tài chấn động của cao lão gia tử nội tâm sợ hãi vẫn khiến hắn đánh mất dũng khí vốn nên gánh vác đại ca làm sao vậy bây giờ là thời điểm mấu chốt a cao diệu vũ nhìn bộ dáng do dự của cao diệu văn vẻ mặt sốt ruột gọi hắn đại bá để con đi dù sao con cũng là đứa nhỏ ông nội thương yêu nhất. Cao Thụy giờ phút này đứng ra, cố nén nội tâm sợ hãi tới gần quan tài chảy máu đen, không ngừng run rẩy. Cuối cùng đem ba tờ phụ giấy màu vàng dán ở trên quan tài. Theo phụ giấy trấn áp, quan tài run rẩy càng ngày càng yếu. Ngay cả di ảnh cũng khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Thậm chí mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bên ngoài đen kịch bầu trời đêm giờ phút này lại thoáng như ban ngày. Khi có người kiểm tra điện thoại lần nữa, thời gian trên đó lại hiển thị là 9 giờ sáng. Hiện tượng quỷ dị này khiến mọi người cao gia cảm thấy sợ hãi, ý thức của mỗi người ở đây lại bất tri bất giác bị vặn vẹo. "Kết thúc rồi, mau liên lạc bên ngoài, xem cảnh sát bên kia có thể phái người tới tiếp ứng hay không." Cao Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, chuyện xảy ra trong hơn nửa canh giờ này lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. "Này, là cảnh sát thị trấn Nguyên Lăng sao?" ở thôn Dương Quan chúng tôi hình như gặp phải sự kiện linh dị. À, đúng đúng đúng, chính là sự kiện linh dị, anh không nghe lầm. Phải chuyên gia tới đón chúng tôi. Được rồi được rồi, vất vả cho các anh rồi. Cao Diệu Vũ trước khi tín hiệu thông tin khôi phục đã gọi điện thoại cho cảnh sát phụ cận. Bên kia điện thoại sau khi nghe được mấy chữ sự kiện linh dị, lập tức tăng thêm giọng điệu hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ thông qua chuyên gia đi liên hệ với cảnh sát hình sự chuyên môn xử lý loại sự kiện này sự tình giống như cứ như vậy kết thúc cao diệu vũ tê liệt ngồi dưới đất còn cảm thấy sợ hãi vì chuyện lúc trước dù sao cao thụy cũng là con của hắn nếu quả thật xảy ra chút chuyện chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không sống yên ổn ở góc không ai chú ý cái kia bị trói lại da hỏa âm lãnh nhìn mọi người trong miệng vải trắng bị hung hăng cắn chặt Hắn cố sức nhặt lên sau lưng một khối thiết phiến từng chút một đem cột ở trên người dây thường cấp cắt đứt ra. Hắn chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng nhiệt đối với ba đạo phù giấy trên quan tài. Giống như lữ khách sắp chết khác trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước cứu mạng vậy. Hắn rốt cuộc che giấu không được nội tâm vui sướng, tại không ai chú ý hắn thời điểm, vọt tới quan tài trước mặt liền đem phù giấy mảnh liệt xé xuống hai tờ. Ta thảo nê mã, ngươi đang làm gì? Lúc hắn xé hai lá bùa, có người chú ý tới hành động khác thường của hắn, một cước đá vào quan tài. Đáng tiếc đã muộn, quan tài rung động lại một lần nữa bắt đầu, hơn nữa biến càng ngày càng kịch liệt. Mọi người chú ý tới bầu trời bên ngoài lại một lần nữa tối đen. Người giấy vốn đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, giờ phút này lại một lần nữa hoạt động, con người sơn đen tà dị chuyển động nhìn chằm chầm người cao gia trong linh đường bài đồng giao kinh khủng kia giờ phút này lại một lần nữa tràn ngập trong đại viện cao gia. Tên trộm phù giấy kia gian nan đứng lên, nhìn phù giấy trong tay nắm chặt phát ra tiếng cười điên cuồng. Ta thắng, là ta thắng. Các ngươi đều đi chết đi, vừa rồi tiểu tử kia nói chỉ cần có lá bùa này là có thể sống sót, quả nhiên là thật, ha ha ha. Chỉ có ta mới có thể sống sót. Đều chết đi. Tôi đi mẹ anh cao diệu vũ cầm lấy dao bên cạnh nhắm ngay cổ tên kia một đao đi xuống máu tươi ấm áp bắn lên người cao diệu vũ tên trộm phù giấy trong vẻ mặt không thể tin ngã xuống đất trước khi hắn chết trong tay còn nắm chặt phù giấy không phải ta chết không phải ta chết không phải ta chết hắn đáng chết hắn đáng chết a à, cao diệu vũ phản ứng lại lúc này mới ý thức được mình cư nhiên giết người hắn run rẩy nhìn tử trạng thê thảm của tên kia tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Ông đầu không ngừng than thở. Lão Tam, đừng gào nữa, mau dán bùa lên đi. Cao Diệu Văn dùng sức lay Cao Diệu Vũ muốn hắn khôi phục lại bình tĩnh. À, đúng, đúng, phù, phù giấy, phù giấy đâu? Cao Diệu Vũ khôi phục tỉnh táo về sau, trước tiên liền muốn đi nhặt lên trên mặt đất phù giấy một lần nữa dán ở trên quan tài. Nhưng chuyện xảy ra sau đó làm cho hắn hoàn toàn ngồi không yên phù giấy rải rác trên mặt đất cương nhiên không thấy. Biên độ rung động của quan tài càng lúc càng lớn, góc quan tài vốn kín kẻ lại xuất hiện trượt xuống. Mấy cái đinh quan tài bị đánh rơi ra, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Mấy người cao gia giống như điên cuồng tìm kiếm giấy phù, cuối cùng lại nhìn thấy Phan Thi Thi cầm giấy phù trong tay, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn bọn họ. Ngay khi Cao Diệu Văn tức giận muốn đi lên đoạt lại phù giấy. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra tháng tám rưỡi gã tình lan nguyệt nha loan nhi chiếu tân phòng dây đỏ đứt giác kiều nương nến đỏ sáp nhi điểm hôn đường canh một canh rưỡi ngư thủy hoang độc lưu tân nương thủ động phòng giấy đỏ nhạc song phấn tán một bộ hồng y treo xà nhà canh ba rưỡi tâm tan nát hai hàng huyết lệ xuyên mắt phòng hồng quan lo lắng giá y đổi hỷ thức tam khiếu nhập minh tàng trong miệng phan thi thi quỷ dị nói bài đồng dao này hơn nữa con ngươi của cô cũng dần dần biến thành màu đen kịt. Dưới sự dẫn dắt của một loại lực lượng nào đó, trên mặt cô lộ ra nụ cười quỷ dị. Một bên hướng mọi người khoác tay, một bên như là rối gỗ máy móc đi về phía đêm tối. Đủ loại hiện tượng linh dị nối gót tới làm cho sợ hãi trong lòng đám người cao gia còn lại phóng đại vô hạn. Trong những người còn sống này sợ hãi kêu lên, sụp đổ, đã không có cao gia lão đại áp chế tất cả mọi người giống như điên cuồng chạy ra linh đường. Nhưng khi bọn họ đi chưa được mấy bước, lại có người từ trong bóng tối lui trở về. Chỉ thấy một người giấy kinh khủng trong tay trái cầm một cái đèn lồng, tay phải cũng cầm một cái đèn lồng. Không đúng, nhìn kỹ lại đúng là đầu Phan Thi Thi. Phòng tuyến tâm lý của Cao gia lão đại cũng bị đánh tan hoàn toàn, hắn gầm rú xông về phía người giấy kia. Nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay người giấy liền xuyên qua lồng ngực của hắn hắn vẻ mặt không thể tin nhìn người giấy ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn nhìn thoáng qua cao gia lão tam cùng cao thụy còn sống trong miệng gian nan nói ra một câu chạy mau sau đó mất đi sinh cơ ngã trên mặt đất biến thành một cổ thi thể mọi người hoảng sợ nhìn thấy ánh lửa của nến trắng dĩ nhiên biến thành âm trầm u lục giống như là cửa lớn minh phủ đang mở ra giao lộ tiếp ứng bọn họ cao gia lão tam sớm đã bị dọa choáng váng hắn ngơ ngác nhìn thi thể đại ca trong đầu trống rỗng, ngay sau đó liền cảm nhận được trên mặt một trận đau đớn nóng bỏng. "Cha, mau tỉnh lại a, à, ta nơi này còn có gia gia lưu lại hai tờ phù giấy. Gia gia đã sớm dự liệu được có thể sẽ có loại tình huống này, cố ý lưu lại cho ta. Chúng ta mau chạy ra ngoài đi." Cao Thụy một cái tát đánh vào trên mặt Cao Diệu Vũ, ý đồ đem hắn từ trong sụp đổ đánh thức, hơn nữa lấy ra bộ phù giấy thứ hai Cao lão gia tử chuẩn bị tốt cho hắn phân ra một tờ giao cho Cao Diệu Vũ trong tay. Trong linh đường bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thở dài nặng nề. Một cổ bi thương khó hiểu dâng lên trong lòng mấy người. Bọn họ không tự chủ được hướng mặt đất quỳ xuống. Ngay cả người giấy giờ phút này cũng ức chế không được quỳ trên mặt đất. Trong di ảnh của cao lão gia tử tràn ngập bi thương, trên mặt mấy người cũng treo đầy bi thương. Theo thời gian trôi qua, mọi người thế nhưng theo khóc lên, cảnh tượng này giống như là một đám người cùng một người giấy tại vì đã qua đời lão gia tử đưa tan đồng dạng. Bởi vì phù giấy ảnh hưởng, Cao Thụy kéo tay Cao Diệu Vũ muốn chạy trốn ra ngoài linh đường. Cao Diệu Vũ nhìn thoáng qua di thể đại ca, nội tâm thập phần không nở theo Cao Thụy chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi hai người sắp chạy ra khỏi linh đường, mấy người giấy quỷ dị lại xuất hiện ở bốn phía linh đường, đem hai người Cao Diệu Vũ gắt gao chặn ở góc linh đường. Đang lúc Cao Thụy không biết làm thế nào cho phải, Cao Diệu Vũ xông lên phía trước đánh ngã một người giấy, lập tức một tay đẩy Cao Thụy ra khỏi cửa lớn linh đường. "Nhi tử, chúng ta Cao gia phải có hậu, không thể cứ như vậy vong, chờ ngươi trưởng thành nhớ cho cha ngươi hàng năm đốt điểm giấy, hảo hảo sống sót." Lập tức trước mắt tối sầm, một đám người giấy nhào tới xé nát hắn. "Cha!" Cao Thụy chảy nước mắt, lớn tiếng gào thét. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng linh đường ngược lại chạy tới. Trong linh đường, mọi người quỳ trên mặt đất đã sớm mất đi sinh cơ. Từng thi thể chảy máu và nước mắt quỳ trên mặt đất không hề nhúc nhích. Trong quan tài hiện ra một đoàn bóng tối nồng đậm, theo nắp quan tài chảy xuống. Cao lão gia tử mặt hiếu phục. Không, chính xác mà nói là lời quỷ mặt hiếu phục giống cao lão gia tử như đúc từ trong quan tài nhảy ra một cổ mùi thi thối khó ngửi nương theo nó ở trong linh đường không bay đi được. Sau khi tỉnh dậy, nó đi lại trên mặt đất rất lâu. Sau đó đi tới quỳ cao gia mọi người thi thể trước mặt, một cái tiếp một cái đem ánh mắt của bọn họ móc ra, ấn đến chính mình cái kia hắc ám trong hốc mắt. Chỉ là đào một cái liền lập tức đổi thành cái tiếp theo, tự hồ đang tìm kiếm ánh mắt thích hợp với mình. Nó đi qua địa phương đều bị một cổ nồng đậm hắc ám bao vây, không ra mấy lúc toàn bộ linh đường đều bị nhuộm ở nồng đậm trong bóng tối. Sau khi di thể cao lão gia tử hồi phục, nửa bầu trời của thôn Dương Quang bắt đầu nhanh chóng bị bóng tối nồng đậm thay thế. Nếu có người sống ở hiện trường, có thể hoảng sợ nghe được trong bóng tối nồng đậm này. Rất nhiều lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm, tự hồ chúng nó cũng đang bi thương vì tang lễ này. Chương 6 Trộm mộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Làng Dương Quang 3 giờ trước. Tiếng động cơ ô tô gầm rú từ xa đến gần xuyên qua đồng hoang, nhanh chóng chạy qua đường đất bốc lên các bụi đầy trời. Nhìn kỹ vẫn là một chiếc xe thể thao, sau khi đến cửa thôn, trên xe lục tục có 7 người xuống. 6 người đàn ông và một phụ nữ. Dương quan thôn, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, thừa dịp trời chưa tối đã chạy tới. Người đàn ông đầu tiên xuống xe chạy đến cửa thôn, nhìn chầm chầm ba chữ dương quan thôn dùng chu sa viết xuống trên tảng đá. Lập tức liền khoát tay hướng phía sau hắn đồng bạn chào hỏi. Lý Minh, ngươi cũng đừng nói giỡn, cái này gọi là vận khí tốt gì. Địa phương quỷ quái này thật sự là khó tìm, hại chúng ta tìm thời gian dài như vậy. Trong mấy người, một nam nhân đội mũ chống gió màu đen không ngừng oán giận nói. Được rồi, nếu không là Lý Minh kỹ thuật lái xe tốt, ai biết ở nơi hoang vu giả ngoại này có thể đem xe chạy đi đâu nói không chừng đêm nay đều phải ở bên ngoài qua đêm ban đêm giả ngoại có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết đi u vương lâm không nghĩ tới a à, ngươi lúc nào cùng lý minh quan hệ tốt như vậy đều đến phiên ngươi cho hắn nói chuyện hơn nữa chúng ta đều là ngự quỷ giả có tiền kiếm mất mạng hoa cái loại này ai còn có thể sợ trời tối a à? Ngươi không phải là đang đùa dẫn tiểu hài tử A, đội mũ chống gió màu đen nam nhân thao một ngụm địa phương tiếng địa phương, âm dương quái khí đáp lại. Ngươi! Chu Khai, đừng không biết điều. Có tin lão tử liều chết cũng có thể mang ngươi đi hay không? Vương Lâm bị Chu Khai trào phúng như vậy, một cổ lửa giận trong lòng vọt lên. Ánh mắt hắn đầy tức giận nhìn chầm chầm Chu Khai trước mặt, tự hồ tùy thời đều chuẩn bị vận dụng lực lượng lệ quỷ nhưng là toàn thân đau đớn cùng trên người tản ra mùi thi thối lại không lúc không khắc đều đang nhắc nhở hắn, thân thể kia chết tiệt đồ vật tùy thời có thể sống lại muốn tánh mạng của hắn. Ở dưới cân nhắc lợi hại, vẫn là nhìn xuống lửa giận. Đều đủ rồi, lần này đi ra là vì lấy hàng, không phải để cho các ngươi đi du lịch. Trong lòng cái gì mờ ám tốt nhất đều giấu đi, đừng để cho lão tử nhìn ra, bằng không ta tuyệt không lưu hắn trên xe cuối cùng trên mặt mang vết sẹo nam nhân đạp nặng nề bước về phía sáu người đi tới. Hắn nhìn chung quanh một vòng, xác nhận nhân số không sai, lúc này mới bất mãn biểu đạt đối với mấy người cảnh cáo. Trịnh lão đại nói đúng, chúng ta lần này chỉ cần thuận lợi đem hàng hóa lấy ra, giao cho người thần bí kia trong tay, không chỉ có thể đạt được 10 tấn hoàng kim, còn có thể đạt được giảm bớt lệ quỷ hồi phục phương pháp đâu, tất cả mọi người lẫn nhau bao dung. Trong bảy người duy nhất nữ tính gian dung giờ phút này đứng ra, ở trước mặt mọi người, khuyên bảo bọn họ tỉnh táo lẫn nhau. Trịnh càng không nói thêm gì, kiểm kê một lần công cụ và vật phẩm tùy thân mang theo liền dẫn mấy người đi vào thôn dương quan. Mấy người đã sớm hướng thôn dân hỏi thăm qua trong thôn đại khái tình huống, biết được hôm nay thôn trưởng muốn vì con gái của mình đại làm hôn lễ, ngoại trừ làm tan sự cao gia bên ngoài, đại bộ phận thôn dân đều sẽ ở hôm nay đi trước góp vui, xin một chén rượu mừng mấy người vây quanh bản đồ đã chuẩn bị sẵn nghiên cứu một phen, liền lén lút lẻn đi về phía sau núi chùa miếu thôn Bắc. và giờ sau, bảy người dưới sự chỉ dẫn của bản đồ đi tới phía sau núi phía Bắc thôn. Trịnh lão đại, ngài xác định đây chính là nơi chúng ta muốn tìm. Vương Lâm nhìn khoảng đất trống trụi lũi trước mắt, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, nơi hoang vu giả lĩnh này cư nhiên tìm không thấy một lăng mộ nào ra hồn cái này cùng hắn trong tưởng tượng người thần bí miêu tả đích thực là cách nhau quá lớn. Đúng vậy, chính là nơi này, hán đại tướng quân lăng mộ, cách này đã mấy ngàn năm lịch sử. Trịnh càng một bên nhìn trong tay bản đồ, một bên ngồi xổm trên mặt đất nắm chặt trên mặt đất hoàng thổ nắm trong tay. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, dãy núi chung quanh kéo dài không dứt, sườn núi hoành lĩnh, rất có xu thế nuốt mây phun đất, che khuất bầu trời một cổ dự cảm mãnh liệt đang sông lên trong lòng hắn, ở trong lòng hắn, nơi tìm kiếm này đã cùng mục tiêu chênh lệch không hay, cần chính là một cơ hội mở ra cửa vào. nghĩ đến đây, Trịnh càng vỗ vỗ bùn đất trên tay, đi tới bên cạnh Lý Minh, nói nhỏ với hắn: người tôi muốn anh tìm, anh đã tìm chưa? Trịnh Lão Đại, ngài yên tâm đi, sớm tôi đã liên lạc với bọn họ. có thể là đường quá lầy lội, nhất thời cũng không tốt. Bất quá vừa rồi bọn họ nhắn tin cho tôi, nhiều nhất là 5 phút nữa là tới. Lý Minh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người trịnh càng, mồ hôi lạnh theo trán chạy thẳng xuống, đành phải đem tình huống chi tiết nói cho hắn biết. Lý Minh không chút hoài nghi, vừa rồi nếu như hắn nói dối. Nam nhân nguy hiểm trước mắt này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Dù sao bất kỳ bí mật nào đối với người đàn ông này mà nói đều là không tồn tại, kẻ trình mò trịnh càng, Đặt ở toàn bộ vòng linh dị mà nói, năng lực của hắn cũng coi như là nổ tung tồn tại. Dù sao mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, không ai muốn người khác không được mình cho phép nhìn trộm nội tâm của mình. Huống chi là loại đồ liều mạng như ngự quỷ giả. Trịnh càng nhìn trộm nội tâm Lý Minh sau khi phát hiện hắn cũng không nói dối, lúc này mới yên tâm rời khỏi hắn, xoay người đi một phương hướng khác nghiên cứu thế núi xung quanh. Sáu người còn lại đều cách trịnh càng xa một chút. Dù sao năng lực tùy ý thăm dò nội tâm người này thật sự là quá khó giải. Toàn bộ vòng linh dị có thể chống đỡ loại năng lực ý thức đặc thù này không vượt quá 5 người. 5 phút sau, người Lý Minh tìm đúng hẹn mà đến. Tả đạo trưởng, ngài tính rồi. Chúng tôi đợi ngài đã lâu a, à, Lý Minh đi lên phía trước, tiếp ứng hai người đến phó ước. Chỉ thấy một cái mặt màu vàng thiên sư bào lão giả cùng một cái đại khái 16-17 tuổi nữ oa cầm trong tay la bàn đào một kiếm các loại trừ tà vật phẩm, không nhanh không chậm hướng trịnh càng bên này chạy tới. Lý tiên sinh, ngại quá, để cho các ngươi đợi lâu. Cái này dương quan thôn con đường thật sự là gặp gền bất bình a, à, lão phu tuổi tác đã cao, hành động bất tiện. Mong rằng các vị hải hàm. Tả bá hoa đi tới trịnh càng bên người, vội vàng trên mặt mang nụ cười cho hắn bồi thường một cái lễ. Trình tự không cần thiết thì đừng đi, mộ huyệt này ta đã sớm thăm dò qua, hẳn là mộ tướng quân của một tướng quân đời hắn. trịnh càng trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào từ khi vào thôn tới nay thứ quỷ quái kia trong cơ thể hắn tiến thêm một bước tước đoạt một phần thuộc về người khác trong mắt người bình thường hắn càng giống một con quỷ không hơn gì một con ma biết nói trịnh tiên sinh thật sự là nhãn lực tốt a à? không nghĩ tới ngài đối với thăm dò kim phương diện này còn có nghiên cứu a à? tạ bá hoa vui tươi hớn hở móc ra một cái la bàn mặt trên có khắc thái cực bát quái Căn cứ vào chỉ hướng của la bàn, bốn phía không ngừng thông thả đi lại, độ đệ của hắn liền đứng ở một bên làm công tác phụ trợ cho hắn. Chiếc thi cá trên la bàn lắc lư kịch liệt, tả bá hoa vẻ mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chầm chầm la bàn. Bỗng nhiên, kim đồng hồ trên la bàn ngừng lại. Tìm được rồi, ở chỗ này. Tả bá hoa trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui sướng, vội vàng chạy đến nơi la bàn kim chỉ hướng. Lập tức nháy mắt với đồ đệ. Đồ đệ của hắn sau khi nhìn thấy, vội vàng đem sẻn lạc dương mang theo trong ba lô lấy ra, nhắm ngay mặt đất đào ra một sẻn thật sâu. Nửa giờ sau, dưới sự ra sức vung xẻng của đồ đệ tả bá hoa, mặt đất bị đào ra một cái hố to thật sâu. Mấy người đến thăm huyệt cũng lập tức đem đầu lại gần. Chỉ thấy tả bá hoa nhảy xuống hố sâu, lấy tay phủi đi một tầng bụi đất. Một viên đá cẩm thạch màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ hoắc thị tướng quân phiêu kỵ đại hán tả bá hoa rửa sạch bùn đất trên gạch xanh, lấy ra một cái gương màu đồng cổ cẩn thận quan sát chữ cổ trên đó. Nhưng cái này không nhìn còn tốt, sau khi xem xong. Sắc mặt tả bá hoa nhất thời biến dị thường đặc sắc, vừa vui sướng vừa sợ hãi. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lại một lần nữa bò trở về phía trên. Tìm được rồi, lần này tìm được rồi, hơn nữa hình như chúng ta còn đào được một cái lớn. Theo lão phu quan sát, nếu không tệ, chúng ta lại tìm được phần mộ của hoắc khứ bệnh tướng quân đời hán tả bá hoa giống như thấy được bảo vật vô giá tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói giờ phút này hắn rốt cuộc không để ý tới phong phạm đại sư gì nữa thầm nghĩ mang theo mấy người xuống huyệt thăm dò bảo vật mọi người sau khi nghe tả bá hoa kể lại từng trái tim nôn nóng bất an lần nữa di động mặc dù bọn họ thân là ngự quỷ giả đã sớm mất đi người sống thể trạng có thể duy trì bình thường thân thể chức năng hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể linh dị cùng lệ quỷ chống đỡ nhưng chuyện xưa của hoác đại tướng quân chỉ cần là người từng đi học sẽ biết huống chi từ góc nhìn của bọn họ người thần bí lại muốn quan tài của hoác khứ bệnh vậy cũng đủ để chứng minh trong mộ huyệt này cất giấu rất nhiều thứ có giá trị đương nhiên tiền tài đồ cổ đối với đám dị tộc căn bản không tính là nhân loại này mà nói đã không tính là gì quan trọng hơn là trong mộ huyệt có thể cất giấu biện pháp giải quyết lệ quỷ sống lại. Điều này đối với mỗi ngự quỷ giả mà nói đều là hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Việc này không nên chậm trễ, mở huyệt vào động đi. Trịnh Càng vẫn là một bộ lạnh như băng biểu tình, nhưng là cẩn thận quan sát có thể chú ý tới khóe miệng của hắn tại thỉnh thoảng hơi co rút. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang cảnh cáo hắn nếu như lại không giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi phục, như vậy tại ba ngày sau trong cơ thể hắn cái kia quỷ vật sẽ hồi phục do đó muốn mạng của hắn dưới sự bày mưu đặc kế của trịnh càng tả bá hoa dẫn theo mấy người lần nữa trượt xuống hố to chỉ thấy hắn lấy ra một cái sẻn lạc dương đặc chế nhắm ngay gạch đá xanh dùng sức gõ xuống một tiếng vang nặng nề qua đi gạch đá xanh hoàn hảo không tổn hao gì cái này điều này không có khả năng a à, lão phu chưa bao giờ thất thủ qua Tạ bá hoa giờ phút này nội tâm khẩn trương tới cực điểm, tại hắn hành nghề kiếp sống bên trong chưa bao giờ gặp qua khó giải quyết khó đối phó mộ huyệt như thế. Mặc dù như thế, hắn vẫn cường tráng trấn định cầm lấy sẻn lạc dương nhắm ngay gạch đá xanh lần nữa nặng nề gõ xuống. Tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ sơn cốc, trong tiếng kinh hãi của mọi người, trên gạch đá xanh hiện lên mấy chữ cổ ánh vàng rực rỡ. Tạ bá hoa lập tức tìm đến tấm gương bằng đồng kia, bắt đầu phân tích hàm nghĩa của chữ khắc trên gạch đá. Mộ phong này có tà ma, thế nhân vạn lần không thể mở. Trăm ngàn năm sau, quỷ thần sống lại, hậu nhân tự giải quyết cho tốt. Chương 7 Tướng quân mộ phần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Trong mộ ảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nguyên ương huyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lâm Uyển Oánh, Nguyên ương kiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.